anh ơi, ăn cơm, em dọn cơm xong rồi nè. Vô kêu đàng hoàng. Con gái con lứa gì giữa nhà lai ải à? Kêu vậy cho nó tiện gì? Người nhà không à? Người nhà thì người nhà, phải đâu đó đàng hoàng. Mai mốt bay lấy chồng, không lẽ đứng giữa nhà kêu má chồng ra ăn cơm? Tôi thấy cũng đừng nên kỹ quá. Kỹ quá đâm ra nó xét nét, rồi lúc đó không lấy được chồng, cái đó mới đáng ngại á. Là tại vì do tôi không lấy, chứ không phải là không ai lấy tôi. Ủa, giữa hai cái đó có gì khác nhau đâu nè? Thì cũng là không có chồng thôi. Thôi ba, thôi đi. Bay coi đó, ăn nói cái kiểu đó mà thử hỏi làm sao tao với ổng không cãi lộn cho được. Nói làm sao xét nét. Thôi tao về. Gì? Thôi. Cái gì mà giận hờn, già rồi cứ như con nít à. Ở lại ăn cơm, tôi nói giỡn chơi thôi mà. Tính kêu con Thảo qua mời bà với lại con Chi qua ăn cơm. Mừng thằng Hiếu nó về. Bà đã qua đây rồi nè. Con qua kêu con Chi qua ăn cơm cho vui. Kêu chị Chi luôn hả ba? Thôi khỏi đi, kêu nó cũng không qua đâu. Nếu bà nói vậy thì thôi, nhưng mà bà ở lại đây ăn cơm chung với tụi tôi cho vui nghe không? Gì? Vợ lại ăn cơm với cha con nha. Mời lắm tôi mới ở lại đó nha. Thôi vậy là vui rồi. Mấy đứa ra ăn cơm nè. Dạ. Ủa, gì hậu? Ừ. Thư gì con mới về? Ừ. Con chào gì? Bà đặt thư gửi nữa. Thơm quá. I'm so hungry. Hả? Không có cà ri, chỉ có cá, tôm, đùi gà với lại chả lụa. Gì? Anh nói hungry là đói bụng đó. Vậy mà bên đó cà ri. Ở bển riết mất gốc. Tiếng Việt sao không nói, mày đặt nói tiếng Tây. Dạ. Thôi người nhà với nhau không à, tự nhiên đi mấy con. Dạ, dạ. Mời các con, mời tôi hả? Trời đất ơi, tôi với bà mà còn khách sáo nữa hả? Thôi ăn đi. Hiểu. Hiểu cái gì? Muốn lịch sự với tôi thì bớt trường mặt qua đây. Dạ, ba con là bà con nói vậy thôi, chứ bà con là quý vị nhất trong xóm. Đúng không Tảo? Dạ đúng rồi. Không có gì á là buồn chết luôn á. Đây. Dạ con xin mời. Cái này ngon nhất, con ưu tiên cho gì đó. Dạ dạ. Dì dì, cái này ngon nè. Dì ăn thêm món này nha. Thật sự lâu lắm á mới được ăn cơm gia đình, món nào cũng ngon hết trơn á. Con thèm quá à. Tụi bay á, anh em tụi bay á, tính cho ăn no cho chết cho mập. Rồi rồi không ai cưới tao sao? Không lấy dạ. chồng sao? Thôi giờ cũng vậy đây mà có ai lấy đâu mà. Bà... mời ăn thì ăn đi. Bà mọc đĩa nhà hoài. So good. Chả lụa chứ không phải chim cút. Dạ cô xin lỗi, cô quên. Ý của con là ngon quá. Món này, món này nè, món này còn ngon hơn nữa đó. Dạ cô cảm ơn. Món độc chiêu của dì đó nha. Dạ. Cảm ơn dì. Dạ cảm ơn dì. Gà tèm của dì là số 1. Ăn đi con, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Oh my god. Gì mày? Cái này là lông hay là tóc? Lông. Rồi sao? Có một cọng lông thôi làm gì dữ vậy? Oh my god. Hả? Trời ơi, người Việt Nam có câu á, ăn cái gì bổ cái nấy. Mày ăn đi đâu có chết đâu mà sợ. Ăn đi. Để em lấy chén khác cho anh nha. Không ăn gà thì còn nhiều món khác mà con. Thôi cứ ăn đi. Không biết thưởng thức. Hiếu. Dạ. Con về chừng nào con đi? Nó về chưa nóng đít rồi tự nhiên hỏi chừng nào đi, lãng ồ. Tôi hỏi chừng nào nó đi chứ có kêu nó đi liền đâu. Dạ thật sự con cũng chưa biết nữa gì. Chưa biết là sao? Không phải con về luôn hả? Công việc của con bên đó chưa giải quyết xong. Với lại bà biết sao không?
công ty của Kiệt á, nó công ty của bạn con. Dạ công ty của bạn con. Dạ công ty của bạn con. Dạ công ty lại là bạn của thằng Kiệt luôn. Công ty đến dạ. Nhập hàng thủy sản ở Việt Nam để xuất qua Úc. Giờ muốn lấn sang mặt hàng rau quả và trái cây ha. Nếu mà con có thể làm cố vấn á, để tìm hiểu thị trường bên này thì lúc đó con sẽ ở lại luôn. Cái chuyện mà rau quả trái cây á, em biết rành lắm, để em giúp mấy anh nha. Vậy thì hay quá. Ở đây á, thiếu gì chị để làm. Thật sự tao thấy không cần đi đâu hết. Dạ. Không thích thì đừng có ép. Thấy chỗ nào sống được thì ở. Không biết lát nữa anh hai mày về đi qua cái đò này nó còn quen không nữa. Trời ơi ba ơi, anh hai đi có mấy năm chứ gì. Không biết nó mập ốm ra sao ha. Trời ơi con sợ ba ốm á. Chứ anh hai hả, anh mập như tay với lo gì. Thảo. Ê anh hai về, anh hai về ba ơi. Ồ nó về tới rồi hả. Ba Thôi chết mẹ rồi. Ba ba ơi sao vậy. Con đen thui. Đi rồi ba. Ba bình tĩnh đi. Anh hai. Thảo. Ba. Trời ơi con trai tôi. Ba, anh hai về nè. Dạ con chào ba. Dạ con chào ba. Về là tốt rồi. Dạ. Chào con. Dạ đây là Kiệt bạn của con. Là bạn hả. Dạ con với thằng Hiếu là bạn. Cái dạng bạn giờ bạn vào sanh ra tử. Dạ con với thằng Hiếu là bạn vào sinh ra tử. Dạ vậy coi như người nhà mà. Chào anh. Hai, chào em. Em là dạ. Thảo Trần đúng không? Anh nói gì? Em đừng để ý nó bị khùng đó. Em biết không, lúc trước nó còn chơi em xấu tơi bời qua lá luôn đó. Không có đâu, em đừng có nghe thằng Hiếu nói. Thôi về nhà đi. Mà còn cái người mà đen đen hồi nãy là ai vậy? Cái người dạ. Mà con ôm hung chục chục đó. À, người ta có gian qua đi về đây. Mày làm tao hết hồn mày. Dạ bạn mà. Dạ. Thôi đi về. Dạ. Xuống đò đi con. Dạ. Xuống đi. Đi hai. Đi mày. Chầm kéo ké coi. Đi. Đi hai. Từ từ nha. Để đồ lên đó. Đi để đồ xuống trước đi con. Xuống đi. Cẩn thận nha. Hai nhớ cây xoài nhà bác Sáu không hai? Sao tim mình đập dữ vậy nè? Anh cao lớn và đáng rõ hơn. Có nên qua chào hỏi không? Không được. Đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Sao về đây thấy nóng không con? Dạ cũng hơi nóng. Anh hai, anh uống trà đi. Wow, 7 năm rồi mới được uống lại trà của em gái pha. Vẫn ngon như hồi xưa đúng không? Không. Ngon hơn. Trà này thơm quá. Gọi là trà gì vậy bác? Đây là trà Thái Đức con à. Trà Thái Đức. Sao tên nghe lạ quá bác. Uống xong là cả đêm mày thức mày hoài luôn á. Là sao bác? Bác dẫn chơi với con thôi. Thấy mày về đây á, mày lơ ngơ giống như là gà mắc tóc vậy á. Nói chứ cái này là trà thường. Rồi con Thảo nó mới ướp nguyệt quế. Dạ. Thảo, chút nữa em dẫn anh đi xem qua nguyệt quế nha. Thì chút nữa ăn cơm xong đi. Đúng rồi, nguyệt quế nó nở ban đêm không à. Vậy hả bác? Đem đồ đạc của mấy anh vô phòng đi.
Dạ. Rồi dọn cơm cho mấy đứa nó ăn chứ không dạ. đói. Mấy đứa đi rửa mặt đi rồi ăn cơm. Dạ. Dạ. Anh làm gì vậy? Bậy mày. Dạ. Con. Dạ con. Con xin lỗi. Ở đây là Việt Nam, không phải muốn quơ quơ muốn quào quào. Thôi mệt quá, nhanh lên đi theo em này vô phòng. Mệt. Đi mày. Ướt quần ta. Con vô nha ba. Sao thằng này có vẻ nguy hiểm quá vậy? Mới về mà đã quơ quào rồi. Không được. Phải cẩn thận mới được. Có con gái như hũ mắm treo đầu vàng. Thằng này mặt cũng hơi vàng. Vàng quá mà. Thằng Hiếu nó về rồi đó. Dạ con biết rồi. Chuyện của con với nó chuyện qua rồi, vậy nhắc lại làm gì? Bay nói qua rồi nhưng mà dì thấy không có bình thường chút nào hết đó. Dì hỏi thiệt nha, con còn thương nó không? Không đâu dì. Chuyện của con với anh Hiếu coi như kết thúc từ cái ngày mà ảnh đòi chia tay con rồi. Với lại con cũng không thể nào chấp nhận một người ích kỷ giống như ảnh được. Nhưng mà nếu nó hối hận nó muốn làm lại. Lời đã nói ra giống như là bát nước đổ đi, không cứu vãn được đâu gì à. Alo. Tối nay anh qua đón em đi chơi được không? Tối nay em bận chấm bài rồi, không đi chơi với anh được đâu. Vậy ngày mai được không? Ngày mai em cũng không rảnh nữa. Mày giấu ai chứ giấu được gì sao con? Gì? Thảo Thảo hả? Dạ. Con Chi nó sao rồi con? Vẫn đang nằm cấp cứu gì ơi. Chắc không sao đâu. Trời ơi. Bình thường con nhỏ đó nó chạy xe đạp, nó chạy rề rề à. Sao tự nhiên nay bị tai nạn vậy không biết nữa hả? Thì ra cậu là người đụng nó phải không gì? Dạ hả? Dạ phải dạ, không dạ, không phải đâu gì. Ngồi xuống gì, chạy thì phải ngó trước ngó sau chứ hả? Tính mạng con người chứ đâu phải là cỏ rác đâu hả? Tính đụng chết người ta hả? Hả cậu đợi nổi gì? Không có đợi dạ, không dì ơi. Dạ con dạ con không phải. Nín gì gì cậu nín, cậu liệu hồn cậu á. Cháu tôi mà có mệnh hệ gì đó hả, cả gia đình cậu khó sống với tôi lắm à. Ha, cậu đi khắp cả cái xứ này nè ha, có ai mà hỏi ai không biết Út Hậu này không? Thấy không? À, coi tướng tá cũng con nhà giàu lắm phải không? Bộ giàu muốn chạy xe đụng ai là đụng hả? Dì, dì ơi, dì cho con nói một câu thôi. Mày nín đi, có cái gì mà nói. Dì, hả? Con nói một câu thôi. Rồi nói đi. Cái anh này á là người phụ con đưa chị chơi vô cấp cứu. Hả? Không có anh con không biết phải làm sao nữa. Trời ơi. Trời ơi, sao mày không chịu nói sớm? Trời ơi, dì cứ ào ào ào. Dì mày nín, sao con nói được? Mày biết tính tao ào ào, sao mày không chịu cản tao sớm? Tại vì... Nín. Qua đây. Trời ơi. Quỷ, ông nói sớm gì hết trơn à. Cho tôi xin lỗi nha, tại tôi nóng ruột cháu tôi quá cho nên tôi mới nóng nảy như vậy. Cậu đừng có buồn tôi nha. Tôi không phải với cậu. Cậu tha lỗi cho tôi nha. Thiệt kỳ hết sức vậy à. Cậu giúp cháu tôi mà tôi không cảm ơn cậu mà tôi còn sớn sát ra vũa cậu nữa. Cậu đừng giận tôi nghe. Dạ không có gì đâu gì. Dạ. Ủa rồi cái thằng gây tai nạn đụng chi đâu? Ổng vô đồn công an rồi gì? Hả? Vô đồn công an rồi phải không? Dạ. Được rồi, để tao kiếm nó, tôi cho nó bài học mới được. Dì ơi. Dì ơi, dì ơi. Dì ơi. Dì dạ. Hả? Dì cho con xin lỗi. Dạ.
người đụng cháu gì là bạn con. Vì vì cho con xin lỗi. Nín nín, mày là bạn của thằng đó, cũng là một băng. Tưởng đâu là mày tốt thì ra mày cũng đi chung với thằng đó. Mày ngồi xuống đó đi. Hả gì bạn à? Hả thì ra cũng là bạn thôi. Trời ơi dì ơi, bây giờ quan trọng á là chị Chi phải khỏe lại chứ cái chuyện này. Trời ơi là trời, sao mà năm nay cái con nhỏ này gặp cái sao gì mà nặng quá là nặng luôn à. Mới vừa chia tay thằng Hiếu rồi bây giờ gặp tai nạn nữa, không biết có chuyện gì hay không nữa. Trời ơi. Dì. Chi ơi là Chi. Gì à? Chi ơi là Chi. Con Chi nó đi dạy rồi, cậu đi về nhà đi. Vậy chừng nào Chi về chị gì? Chừng nào nó dạy xong nó về. Dì cho con gửi cái này cho Chi. Tôi nói là tôi không nhận là không. Cậu tự đưa cho nó đi. Tôi nhận mất công nó la. Cậu này la nha. Tôi nói lần này là lần thứ 8 rồi. Cậu cứ hòa cáp làm gì? Con Chi nó không có thích mấy cái thứ này đâu. Con chỉ muốn thể hiện tấm lòng của con với Chi. Cậu kiếm nó mà thể hiện, nói với tôi có ích gì? Nhưng mà Chi khó lắm dì ơi. Vậy chắc tôi dễ lắm hả? Dạ không, ý của con là... Cậu về đi. Chừng nào con Chi nó về á, tôi nhắn với nó là có cậu tới tìm nó. Mang gói quà về luôn đi. Dạ, thưa dì con về. Làm như là tặng quà là gật đầu cái rụp liền sao? Suy nghĩ kiểu gì vậy chứ? Dạ. Xin lỗi, chị có phải là chị Út không ạ? Dạ, chị là... À, tôi tên là Tuyết. À, tôi gửi chị. Dạ. Thì ra chị là chủ doanh nghiệp phát tài. Tìm tôi có chuyện gì không? Tôi là mẹ của cháu Long. À, thì ra là vậy à. Dạ. Mời chị lên nhà chơi. Dạ. Dạ mời chị. Dạ, mời chị uống nước. Dạ, cảm ơn chị. Chị tìm tôi có chuyện gì? Tôi đến đường đột như vậy thì ngại quá. Nhưng mà chị thông cảm nha. Nhưng mà tôi nói thẳng luôn nha. Thằng con tôi nó để ý thương cháu chị. Lại thêm có người quen nói với tôi là cháu của chị đẹp người đẹp nết, và còn ra trường làm cô giáo nữa. Tôi cũng mạo muội đến đây để coi mắt. Quả đúng như lời đồn vậy. Nhờ tôi dạy dỗ kỹ lưỡng nên mới được như vậy đó. Dạ. Chứ con gái bây giờ đẹp thì có đẹp, nhưng mà vô ý vô tứ, không có nết na lễ phép gì hết trơn á. Chị nói đúng rồi đó. Dạ. Cho nên tìm được con dâu vừa ý như đãi cát tìm vàng vậy. Như là khó khăn tìm may mắn á. Ủa chị nói vậy là sao? Tôi thích nói thẳng không cần vòng vo. Tôi muốn dạm hỏi cô Chi á, cho con trai tôi. Chị nghĩ sao? Cậu Long có tới đây tìm con Chi vài lần. Dạ. Nói thiệt với chị nha, tôi thấy cậu Long á không phải người thích hợp với con Chi nhà tôi. Tôi hiểu ý chị. Ai nhìn thằng Long cũng nghĩ nó là thằng ăn chơi. Mà tôi cũng công nhận nó là thằng ăn chơi thiệt. Nhưng mà thật lòng tôi chỉ có thằng Long là con trai duy nhất. Sau này gia sản của tôi thuộc về nó. Có lẽ vì được nuông chiều từ nhỏ cho nên nó ăn chơi quá à. Nó như là con ngựa bất kham vậy đó. Nếu mà gặp được cô Chi cháu của chị cũng ví như là gặp được người nài giỏi, thì mới kìm hãm được thằng con trai của tôi. Thì ra thằng Long nhà chị là con ngựa. Dạ. Còn con Chi nhà tôi là cái nài, phải không? Cho nên chị tìm đến đây để tìm người hãm chế con chị, chứ đâu phải tìm người làm vợ, phải không chị?
tôi nghĩ thiếu gì người làm được chuyện này. Nó hiền quá, hiền khô à, cho nên là nó không quản ai được hết đó chị ơi. Nói như chị là chị vẫn chưa rõ một số chuyện. Chị biết không, từ hồi nó gặp được cô Chí à, nó thay đổi nhiều lắm chị ơi. Nó đi đàn đúm ăn chơi như hồi trước lắm á. Tôi nghĩ nếu cô Chi mà chịu đáp lại tình cảm của nó sẽ tốt hơn rất nhiều chị à. Vậy tại sao cậu ấy không tự đến đây mà lại nhờ chị? Đàn ông con trai phải dám làm dám chịu chứ. Chị à, thực sự coi nó ngổ ngáo vậy mà nó nhắc hết hà chị. Nó kể nó có tới đây mấy lần. Nó gặp chị nhưng mà chị khó quá nên nó không dám mở lời, cho nên á nó mới nhờ tôi. Cậu mới nhờ chị tới đây phải không? Phải không? Nó không có nhờ, chỉ là tôi thương con á nên mới tự tiện đến đây gặp chị thôi. Mong chị chấp nhận tấm lòng của tôi và cháu Long. Đây là chuyện cả đời của con Chi. Dạ. Dù tôi có là người nuôi nó lớn ha, nhưng mà là cái quyền quyết định đó là quyền của nó. Chỉ cần chị chấp nhận và tạo điều kiện cho hai đứa nó tiến tới thì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho hai bên đó chị à. Trời ơi, tôi đã nói rồi, tùy con Chi thôi. Nếu cậu Long thực sự yêu nó, muốn tiến tới với nó, thì cậu ta phải làm sao để nó hiểu được tấm lòng của cậu, đúng không? Tôi nè, tôi mà có đồng ý mà con Chi nó không chịu thì cũng như không, đúng không? Dạ, tôi hiểu ý của chị rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ cần chị tạo điều kiện cho cháu, chị đừng có khắt khe với nó. Là nó... Tôi khắt khe với nó hồi nào? Dạ. Nhà tôi luôn rộng cửa, nó thích thì nó cứ tới. Dạ. Tôi có cầm chổi đuổi nó về đâu, phải không? Dạ. Alo. Dạ dì Hậu ơi, con Hiếu nè. Dì cho con gặp Chi đi dì. Gặp nó làm gì nữa? Cậu bỏ nó rồi mà. Hay là tính gọi khoe nó cậu đang giàu có người yêu mới? Dạ không đi dì ơi. Con nghe Thảo nói là Chi đang bị tai nạn. Có sao không dì? Nên cậu gọi để hỏi nó là nó chết chưa chứ gì phải không? Dạ không có. Con định ở đâu ra cái lý mà một năm trước đòi chia tay rồi giờ năm sau gọi về quay lại làm sao? Con gái người ta chứ đâu phải là hàng quá gì đâu. Muốn trả. Dì ơi, con thật lòng thương Chi mà. Vậy lúc trước nói chia tay là không thật lòng đó hả? Mà ai đoán được là cậu không đòi chia tay với nó một lần nữa. Cậu với ba cậu không có khác chút nào gì hết trơn á. Thấy mới nói cũ thấy trăng quên đèn. Ủa gì? Sao có ba con ở đây nữa gì? Tôi bị liệu, đừng có quan tâm. Cậu tha cho nó đi, để cho nó yên. Nó khổ vì cậu nhiêu đó đủ rồi. Con Chi nó có người khác rồi, nó giàu lắm, giàu hơn cậu luôn. Nếu mà thật lòng thương nó đó thì đừng có tìm nó để cho nó yên, biết không? Nói vậy cho nó yên, chứ con Chi mà dính với thằng Hiếu á, nó khổ cả đời. Nó đi miết không về, không lẽ con Chi đợi nó cả đời sao? Lúc đó con Chi với thằng Long vẫn chưa yêu nhau. Mình làm vậy cách nào cắt đứt đường quay lại của thằng Hiếu? Mình làm vậy là đúng hay sai? Thằng Long có chắc là tốt hơn thằng Hiếu ngoài việc nó già hơn? Anh thì lúc nào cũng xin lỗi. Mai anh đừng có tới đón em nghe. Người ta dòm ngó xì xầm, em không có thích vậy đâu. Thằng Long phải không con? Dạ. Nó đòi đưa con đi làm có gì sai đâu mà con không chịu.
Tại con không thích mấy người trong xóm nhìn ra nhìn vô xì xầm. Xì xầm kể họ. Mình sống cho mình chứ không phải sống cho họ đâu. Hay là bay sợ nhà bên kia thấy phải không? Rồi bay có tính gặp thằng Hiếu không? Gặp chi nữa gì? Không còn là người yêu nữa thì là bạn bè bình thường chứ có gì đâu con. Bộ bay tính không qua bển luôn à? Bay cứ im lặng trước những chuyện quan trọng. Sao bay chơi với con Thảo mà bay không có chút xíu nào mạnh mẽ giống như nó hết trơn vậy? Chi ơi! Chi chi! Chi ơi! Đứa nào đó bay? Dạ, con Long này gì? Ủa? Long hả? Dạ. Ừ, mày vô đây đi, đứng ngoài đó làm gì? Dạ, thưa dì con mới tới. Ủa? Mới thấy bay điện thoại giờ tới rồi. Bộ dư tiền điện thoại dữ ha. Dạ, tại con có công chuyện ở gần đây nè, cho nên tiện thể con ghé thăm dì luôn. Thăm dì hay ghé thăm cháu dì đây? Dạ, thăm cả hai. Chị! Sao kêu đừng có ghé mà anh cứ ghé vậy? Dạ, nguyên tuần nay con chưa gặp chi cái gì. Kệ bay chứ, bay báo cáo với dì vụ này làm gì? Dạ, tại vì vậy nên con mới ghé thăm đường đột đó dì. Nguyên tuần này hẹn chi đi đâu chi cũng không đi hết trơn á dì, nên con mới làm liều tự ý tới đây. Thôi 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 thôi, khỏi cái dòng dài vậy trơn á. Ở đây tâm sự gì thì cứ tâm sự đi. Dì đi qua nhà chú Tư Nghĩa có chút chuyện. Dì, đi nhớ về sớm nghe dì. Đi về liền chứ ở bển làm gì. Dạ, vậy đi. Chị. Ê. Lát nữa chưa thấy gì về á, kêu gì về nha. Tại vì tối nay có tuần cải lương hay lắm. Vì sợ gì ở bển gì nói chuyện rồi gì quên đó nha. Dạ. Thôi gì đi nha. Dạ. Gì đi. Dạ. Nhớ kêu gì nha. Dạ. Dạ. Xong hết chưa? Dạ rồi. Hai anh ơi, ra ăn cơm, em dọn cơm xong rồi nè. Vô kêu đàng hoàng. Con gái con lứa gì giữa nhà lai ải à? Kêu vậy cho nó tiện gì? Người nhà không à? Người nhà thì người nhà, phải đâu đó đàng hoàng. Mai mốt bay lấy chồng không lẽ đứng giữa nhà kêu má chồng ra ăn cơm? Tôi thấy cũng đừng nên kỹ quá. Kỹ quá đâm ra nó xét nét, rồi lúc đó không lấy được chồng, cái đó mới đáng ngại á. Là tại vì do tôi không lấy, chứ không phải là không ai lấy tôi. Ủa, giữa hai cái đó có gì khác nhau đâu nè? Thì cũng là không có chồng thôi. Thôi ba, thôi đi. Bay coi đó, ăn nói cái kiểu đó mà thử hỏi làm sao tao với ổng không cãi lộn cho được. Nói làm sao xét nét. Thôi tao về. Gì? Thôi. Cái gì mà giận hờn, già rồi cứ như con nít à. Ở lại ăn cơm, tôi nói dẫn chơi thôi mà. Tính kêu con Thảo qua mời bà với lại con Chi qua ăn cơm. Mừng thằng Hiếu nó về. Bà đã qua đây rồi nè. Con qua kêu con Chi qua ăn cơm cho vui. Kêu chị Chi luôn hả ba? Thôi khỏi đi, kêu nó cũng không qua đâu. Nếu bà nói vậy thì thôi, nhưng mà bà ở lại đây ăn cơm chung với tụi tôi cho vui nghe không? Gì? Vợ lại ăn cơm với cha con nha. Mời lắm tôi mới ở lại đó nha. Thôi vậy là vui rồi. Mấy bà, đứa ra ăn cơm nè. Dạ. Ủa, gì hậu? Ừ. Thưa gì con mới về. Ừ. Con chào gì? Bà đặt thư gửi nữa. Thơm quá. I'm so hungry. Không có cà ri, chỉ có cá, tôm, đùi gà với lại chả lụa. Gì? Anh nói hungry là đói bụng đó. Vậy mà bên đó cà ri. Ở bển riết mất gốc. Tiếng Việt sao không nói, mày đặt nói tiếng Tây. Thôi người nhà với nhau không à, tự nhiên đi mấy con. Dạ, dạ. Mời các con, mời tôi hả?
Trời đất ơi, tôi với bà mà còn khách sáo nữa hả? Thôi ăn đi. Hiểu. Hiểu cái gì? Muốn lịch sự với tôi thì bớt trường mặt qua đây. Dạ, bà con là bà con nói vậy thôi, chứ bà con là quý vị nhất trong xóm. Đúng không Tảo? À, dạ đúng rồi. Không có gì á là buồn chết luôn á. Đây. Dạ con xin mời. Cái này ngon nhất, còn ưu tiên cho dì đó. Dạ dạ. Dì dì cái này ngon nè. Dì ăn thêm món này nha. Thật sự lâu lắm á mới được ăn cơm gia đình, món nào cũng ngon hết trơn á, con thèm quá à. Tụi bay á, anh em tụi bay á, tính cho ăn no cho chết cho mập rồi rồi không ai cưới tao sao? Không lấy dạ. chồng sao? Thôi giờ cũng vậy đây mà có ai lấy đâu mà. Bà... mời ăn thì ăn đi. Bà mọc đĩa nhà hoài. Sơ gư chả lụa chứ không phải chim cút. Dạ cô xin lỗi, cô quên. Ý của con là ngon quá. Món này nè. Món này còn ngon hơn nữa đó. Dạ cô cảm ơn. Món độc chiêu của dì đó nha. Dạ. Cảm ơn dì. Dạ cảm ơn dì. Gà tèm của dì là số 1. Ăn đi con, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Oh my god. Gì mày? Cái này là lông hay là tóc? Lông. Rồi sao? Có một cọng lông thôi làm gì dữ vậy? Oh my god. Hả? Trời ơi, người Việt Nam có câu á, ăn cái gì bổ cái nấy. Mà ăn đi đâu có chết đâu mà sợ. Ăn đi. Để em lấy chén khác cho anh nha. Không ăn gà thì còn nhiều món khác mà con. Thôi cứ ăn đi. Không biết thưởng thức. Hiếu. Dạ. Con về chừng nào con đi? Nó về chưa nóng đít rồi tự nhiên hỏi chừng nào đi lãng ồ. Tôi hỏi chừng nào nó đi chứ có kêu nó đi liền đâu. Dạ thật sự con cũng chưa biết nữa gì. Chưa biết là sao? Không phải con về luôn hả? Công việc của con bên đó chưa giải quyết xong. Với lại bà biết sao không? Công ty của Kiệt á, nó công ty của bạn con. Dạ dạ công ty của bạn con. Dạ công ty của bạn con. Dạ công ty lại là bạn của thằng Kiệt luôn. Công ty đó dạ. Nhập hàng thủy sản ở Việt Nam để xuất qua Úc. Và muốn lấn sang mặt hàng rau quả và trái cây ha. Nếu mà con có thể làm cố vấn á để tìm hiểu thị trường bên này thì lúc đó con sẽ ở lại luôn. Cái chuyện mà rau quả trái cây á, em biết rành lắm, để em giúp mấy anh nha. Vậy thì hay quá. Ở đây á, thiếu gì chuyện để làm. Thật sự tao thấy không cần đi đâu hết. Dạ. Không thích á, thì đừng có ép. Thấy chỗ nào sống được á, thì ở. Anh đã cố gắng rất nhiều. Em biết. Anh không còn đàn đúm nữa. Em thấy điều đó. Anh không nhậu nhẹt, cờ bạc hay quen nhiều cô gái như lúc trước nữa. Anh dành nhiều thời gian để giúp đỡ mẹ anh quản lý cửa hàng hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để em yêu anh sao? Sao anh nói vậy chứ? Không phải là mình đang quen nhau sao? Nhưng lại không giống như đang yêu nhau. Có ai đang yêu nhau mà cả tuần lại không gặp nhau giống như mình không? Tại vì em bận mà.
Em thì lúc nào cũng bận. Anh không tin em thì thôi. Anh không nói là anh không tin em, nhưng anh thấy em cứ hờ hững sao đó. Anh băn khoăn, không lẽ tất cả những điều anh làm đều là vô nghĩa hay sao? Sao lại vô nghĩa chứ? Chẳng phải anh đã tốt hơn lúc trước rồi sao? Như vậy không phải là rất ý nghĩa hay sao? Nếu không có tình yêu của em thì việc anh sống tốt hơn còn có ý nghĩa gì? Sao anh lại nghĩ em không yêu anh chứ? Có thể vì tình cảm của em dành cho anh chưa đủ lớn để anh cảm nhận rõ ràng. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, nhưng mình cũng không thể bỏ mặc nó. Ra sao thì ra. Chắc quan điểm của mình không giống nhau rồi. Nếu giống nhau rồi thì liệu có tốt hơn không? Anh đừng hỏi em những điều mà chính em cũng không thể nào giải thích nổi. Thôi, em mệt rồi, anh đi về đi. Nhưng mình vẫn chưa... Sáng mai anh tới đón em đi dạy nghe. Thiệt hả? Em cho anh chở em đi làm hả? Thiệt, đêm đi làm thôi mà, có gì mà mừng dữ vậy? Từ hồi nào tới giờ em đâu có chịu cho anh chở em đi làm đâu. Giờ em kêu anh chở em đi làm, đương nhiên là mừng rồi. Sáng mai anh tới ha, 6 giờ hay 5 giờ? 6 giờ 30, 5 giờ thì dạy ai bây giờ? Vậy 6 giờ anh tới, chở em đi ăn sáng rồi chở em đi dạy. Vậy cũng được, thôi anh về đi. Còn sớm mà. Anh... Thôi, em có điện thoại rồi, em vô nghe đây. Anh đi về đi. Trời ơi, lâu lâu ăn đồ ăn á, ngon quá trời luôn cái gì. Ngon quá. Đến giọng phụ em. Trời, mày làm tao hết hồn vậy. Tự nhiên cái gì Việt Nam đảm đang vậy cha? Ở bên kia nó bắt còn rửa chén không à ba? Thì tại vì mày nấu ăn dở quá cho nên phải rửa chén bù lại. Ủa, vậy mà nói là con Thảo nấu đồ ăn ngon hơn tao đó hả? Chứ gì nữa, không ngon mà hả, ăn cho hết đồ ăn luôn hả? Con chào cả nhà. À con. Chị ngon quá. Con. Ủa chị, lâu quá không gặp anh. Không coi nhà qua đây làm gì? Bà sao bà chướng quá. Nó qua thăm Hiếu không được sao? Dì nói kỳ, con với ảnh chơi với nhau từ nhỏ tới lớn mà. Nghe tên đã lâu rồi mà giờ mới được gặp chi. Anh là Kiệt, bạn của thằng Hiếu. Dạ, em chào anh. À, Diễu ơi, hồi nãy Thím Một có gọi cho con. Nó nhắn gấp với dì là hồi chiều dì nói dì ghé nhà Thím Một, mà sao không thấy dì ghé? Trời, chết tôi, chiều lu bu quá quên mất tiêu. Để dì về bển gọi điện thoại xin lỗi. Để em thôi bà giận à. Dạ, vậy thôi, thưa chú Tư con về. Chị về nghe Thảo. Dạ. Em về nha hai anh. Đi đi. Ê, tụi bay làm gì mà chạy rầm rầm vậy hả? Cái gì vậy? Chị ơi, chị. Chị. Em có thể nói chuyện với anh vài câu được không? Mình đã xa cách nhau 7 năm trời. Coi như tôi xin bà, để cho tụi nó nói chuyện với nhau chút đi. Sao 7-8 năm trời mới gặp nhau mà. Nhưng mà không có nhường nhị gì hết á. Em vẫn khỏe chứ? Khỏe. Anh cũng vậy. Thấy anh rắn rỏi mạnh mẽ hơn xưa. Em xinh đẹp hơn trước đó. Anh em nói trước đi. Cuộc sống của anh bên đó thế nào rồi? Cũng tốt.
Hèn gì qua tới bên đó rồi thì không còn nhớ gì bên này nữa. Sao mà không nhớ được? Nhớ đứt ruột đứt gan luôn đó. Ai qua bển thì cũng nói là nhớ, nhưng có mấy ai chịu về đâu. Có về rồi thì hồn cũng ở bên đó. Anh xin lỗi. Anh có lỗi gì mà xin? Lúc trước anh nói chia tay em là do anh sai. Sau khi nói ra anh đã cực kỳ hối hận. Anh từng ước giá gì mình chưa nói ra câu đó. Bát nước đổ đi rồi, làm sao hốt lại được. Nhưng anh vẫn hy vọng. Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đâu? Vậy anh nghĩ là em có đồng ý không? Anh không biết. Anh chỉ nói ra để em hiểu. Vậy thì bây giờ anh có câu trả lời rồi đó. Chuyện của mình đã chấm dứt từ 3 năm trước rồi. Chi? Cho anh cơ hội đi mà. Hả? Chiếc vòng. Chiếc vòng thì sao? Nếu không còn tình cảm với anh, tại sao em lại còn đeo chiếc vòng đó? Anh đừng có đoán mò. Vì nó chật quá nên tôi chưa lấy nó ra thôi. Rồi tôi sẽ tháo nó ra. Có đập bể nó tôi cũng sẽ tháo ra. Em nói dối. Tùy anh, muốn hiểu sao cũng được. Em mở mắt được rồi. Anh đeo vô cho em nha. Em thấy có đẹp không? Đẹp quá, em thích nó lắm. Đám nhỏ đi đâu mà lâu dữ vậy ha? Thì để cho tụi nó nói chuyện. Bà thắc mắc làm gì? Sợ rồi nói chuyện hồi rồi sanh chuyện á. Bà im lặng thì đâu có sanh chuyện. Ông lúc nào cũng gây với tôi á. Câu này á tôi phải nói với bà mới đúng. Nè, trong nhà có thêm đàn ông lạ. Ông dặn con Thảo cẩn thận đó nha. Nó là bạn của thằng Hiếu mà, lo gì. Bán thì bán, làm sao biết được lòng người. Nhìn thấy nó không đàng hoàng gì hết. Bà lại ác khẩu nữa rồi. Không đúng sao? Chân thì lông lá, bận quần ngắn phô ra thì ớn. Bà đó nghe, nấu gà bà còn bỏ thêm lông vô á, còn ớ hơn nữa. Nín đi. Nè, chân không có lông nè, coi đi, dễ thương không? Thầy cười. Anh ra đây làm gì? Em rửa chén hả? Để anh phụ cho. Ôi, anh làm được không đó? Anh làm được mà, đứa đấy. Hồi xưa ở bên Úc á, anh cũng hay đi rửa chén cho nhà hàng để kiếm tiền, đóng tiền học phí. Thiệt không đó? Trời đất ơi, anh không biết làm thì thôi. Bà Đặt nói xạo là đi rửa chén cho nhà hàng. Rửa chén cho nhà hàng mà bể vậy là tiền đâu mà đền. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn giúp em thôi. Đưa đây. Anh ngồi yên một chỗ là giúp tôi nhiều rồi đó. Trời đất ơi, bể hết cái dĩa rồi. Thank you.
Ủa sao ở nông thôn Việt Nam á, nhà nào cũng có giếng nước hết vậy? Thì ngày xưa làm gì mà có nước thủy cục, cho nên á, nhà nào cũng phải đào một cái giếng để xài. Nếu mà không có nước giếng á, thì phải xài nước sông. Nhưng mà nước sông á, có sạch hơn nước giếng không? Dĩ nhiên là nước giếng phải sạch hơn rồi. Nhà nào á, mà đào được nước giếng có mạch nước tốt thì mừng lắm. Ừ. À anh biết không, nước giếng á, mà pha trà là ngon hết sảy. Nước dừa nè, uống đi. Dạ, con cảm ơn dì. Không tập trung á thì đừng có chấm bài. Chấm tầm bậy tầm bạ vô á, mấy đứa nhỏ nó bị điểm quan. Con tập trung mà. Đừng có giấu gì. Thằng Hiếu nó nói gì mà con như người mất hồn vậy? Anh có nói gì đâu. Không có giấu gì được đâu mà. Anh muốn nối lại chuyện tình cảm với con. Giỡn hả? Nói chia tay rồi quay lại dễ dàng vậy à? Đừng có mơ. Con cũng không thể tha thứ cho anh được gì à. Mặc kệ nó. Bày tức giận làm gì? Còn thằng Long sao rồi? Mai anh qua chở con đi dạy. Sao vì thấy thằng Long nó làm như nó còn con nít làm sao á. Không biết bây giờ làm vợ nó hay làm mẹ nó nữa. Thực ra thì con thấy anh Long cũng là người tốt. Đàn ông tốt không có nghĩa là họ không phụ bạc. Thôi, con chấm bài rồi đi ngủ sớm đi. Dì đi ngủ trước nha. Thank you.
Hương hoa gì thơm quá ba. Nguyệt quế, hoa lài, dạ lý hương, loại nào cũng có mùi thơm. Thật sự chỉ có về nhà mới có hứng thú ngồi uống trà thưởng hoa, cảm giác yên bình quá ba. Ba trông chờ cái ngày này 7 năm rồi đó. Dạ con xin lỗi ba. Ba biết làm người thì phải có chí hướng, nhưng có gì hơn sau một ngày làm việc mệt nhọc, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm để nói chuyện, chia sẻ, đó mới là hạnh phúc thiệt sự. Con hiểu, nhưng mà nhà mình có ruộng vườn, nếu mà con chịu thương chịu khó thì sẽ không bao giờ đói, chỉ sợ không đủ sức mà làm thôi. Nếu chỉ để quanh quẩn trong vườn nhà thì còn gì con phải đi học xa xôi để tốn tiền của ba như vậy. Con muốn là mình phải làm cái gì đó thật lớn lao ba. Không lẽ cả cái quê mình như vậy không đủ để cho con phát triển sự nghiệp của con sao? Quê mình bây giờ khác lắm rồi, lên thành phố luôn rồi, thế nào cũng sẽ cần những trí thức trẻ như con. Con giàu trí tưởng tượng cỡ nào cũng không bao giờ con dám nghĩ rằng quê mình lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Tự như là có một cây đũa thần vậy ba. Tại con đi lâu con mới như vậy, chứ ba chứng kiến từng ngày từng ngày. Ngày xưa còn bộn bề lắm, chứ đâu phải được như bây giờ. Dạ ba. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì không mặc đồ mà đi lung tung vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, mày làm mơ mượn cái áo vô đi. Cái gì vậy con? Nhìn kìa ba, nhìn kìa. Trời ơi. Dạ, con có bận quần mà. Có cái gì đâu mà mày la gần vậy? Trời ơi ba, coi kìa. Mày coi coi có gì đâu, tao nhìn nãy giờ muốn lòi con mắt có thấy gì đâu. Thì sọc đỏ thôi chứ có gì mà gốm vậy. Trời ơi, anh mặc quần rồi anh quấn khăn chi vậy? Có vậy thôi mà cũng la không sợ mà. Khùng quá. Còn mày nữa, ăn bận kín đáo chút đi, nhà của con gái mà. Ở Việt Nam nóng quá, tắm xong vẫn còn nóng, ra ngoài đây cho nó mát. Mà tao thấy tướng tao cũng ok mà. Tại em mày không biết thưởng thức cái đẹp. Đành chịu thôi. Cái gì? Mày đẹp hả? Dạ. Thầy muốn ơi, nó tự tin nó đẹp. Đẹp mà. Qua biểu, ngồi đây, ngồi đây. Có cái gì mà có dễ bí mật vậy ba? Thằng Kiệt là đứa ra sao? Phải nói là quá tốt. Ủa, mà sao ba lại hỏi vậy? Dì Hậu mày cảnh cáo tao rồi, có đàn ông ở trong nhà là phải cẩn thận. Còn Thảo em mày nó đẹp quá mà, nó giống ba. Nhưng mà nó có bần quần mà ba, có gì đâu. Tại con Thảo tưởng bở nhìn gà quá cuốc thôi. Đồng ý là nó có mặt quần, nhưng cách phối màu của nó ghê quá. Màu cẩm hường ở trên, màu sọc đỏ ở dưới, bên này ôm cái khăn màu vàng. Kinh khủng. Nhưng mà con thấy cái đó bên nước ngoài là chuyện bình thường mà ba. Ở nước ngoài là bình thường, nhưng về quê mình là dị hợm. Con hiểu ý của ba, con sẽ căn dặn nó ăn bận kín đáo hơn. Bà chuẩn bị xong chưa? Dạ. Đi một vòng chào hỏi bà con hàng xóm với ba, nhanh lên. Dạ, con biết rồi. Kêu Kiệt đi. Kiệt ơi, đi chưa? Trời, tuổi trẻ tụi bay sao mà ăn diện quá. Dạ đi con ba. Đi về sớm nha ba, ở nhà con nấu cơm nghe ba. Ủa, bữa nay con không ra thăm ruộng hả? Thì nghỉ một bữa, ở nhà nấu cơm cho anh hai ăn. Anh hai ha. Cứ nấu mấy món cũ là được rồi, đừng có pha chế, chế biến gì thêm nha. Anh hai đi lâu ngày về đây, đừng có nói là bị ngộ độc thức ăn của em nha. Vậy anh ở nhà anh nấu đi. Giỡn thôi mà.
Thôi được rồi, cho gì ăn ăn cái đó được chưa? Tất nhiên. Anh em bay á, cứ cắn đắng bạc cái chuyện ăn uống hoài à. Đi ạ. Dạ. Kiều ơi, lẹ lên mày. Ừ. Mình đi ba. Nhanh đi, ba đi à. Dạ. Hiếu. Ê, xin lỗi. Cái gì vậy? Hiếu, đợi tao. Mắt mũi để đâu? Anh Mừ. Ờ. Anh Tư. Con trai tôi đi học nước ngoài mới về nè. Dạ trời ơi, con đó hả? Dạ trời, trời ơi, bữa nay con nó bự quá. Nó bự hơn anh luôn á. Chắc chắn rồi, Duy Kiều mà. Ờ, vậy dạ. Ờ, thôi tôi dẫn nó đi vòng vòng. Ờ. Anh vô qua quán cà phê chờ tôi nghe. Ờ, tôi ra ngoài chờ anh đó nha. Ờ. Tâm tình nhiều hơn. Ờ, con đi chơi với ba. Dạ, con dạ, đi dạ. Nha. Dạ, dạ chú Mười. Ờ, mấy con cứ đi đi. Vui lắm, bà con ở đây vui lắm con. Dạ. Tấm Ngoài à. Ừ. Con tôi vừa học mới gì vậy nè. Quá. Ừ. Ba, gặp ai cũng giới thiệu với ba. Trời ơi con ơi, đó là niềm tự hào của ba, không? Đâu có ai dạ. mà được như con đâu. Anh Tư. Ơi. Sáng nay làm gì mà cô bộ khí thế quá vậy? Anh Bảy, con tôi mới đi du học nước ngoài về. Về kêu. Trời ơi, nước ngoài về nhìn có khác, phong độ dễ sợ luôn không? Dạ, con chào chú Bảy. Nè, bữa nào rảnh qua chú chơi. Dạ. Chú làm thịt con trâu, hai chú cháu mình nhậu lai rai chơi. Ừ. Nguyên cô trâu luôn hả chú? À. Nổ hoài. Thấy con rồi chú mừng quá cho nên chú nói vậy thôi chứ làm gà xé phai. Dạ. Rồi dạ. Tôi qua quán cà phê trước nha. Ờ. Dạ ngày mai con rảnh con qua nha. Ừ, vậy nha. Dạ. Ra ngoài trước lát tôi qua. Ờ. Tướng đã dễ sợ không? Dạ. Dạ. À, trời ơi đây nè, nó về rồi nè. Ờ, hiểu đó. Kiều á, du học mới về. Đó nó xịt dầu thơm thơm nức làng luôn. Ờ, ba trời ơi. Ôi. Sao gặp ai ba mày cũng giới thiệu hết vậy? Ừ. Là hàng xóm thân quen không à. Với lại ba tao muốn cho mọi người biết là tao đã về. Đó là niềm tự hào. Niềm tự hào? Ừ. Chứ sao? Có con trai đẹp trai nè, cao lớn, thông minh học giỏi. Như vậy là tự hào đúng không ba? Ừ. Vậy bây giờ tao đã biết. Ừ. Chắc là Daddy với Mommy của tao tự hào về tao lắm. Thôi đi mày ơi. Đi đâu á, Daddy với Mommy cũng dẫn tao theo hết. Chưa chắc à nha. Tao là tự hào của ba tao, còn mày chưa chắc là tự hào của ba mẹ mày đâu. Nhiều khi á ba mẹ mày sợ mày chạy lung tung. Đúng rồi ba. À. Nhưng mà tao vẫn chạy lung tung được thôi. Lâu lâu về quê vui hả con? Dạ. Trời ơi, bà con ở đây nhiệt tình lắm. Dạ. Tên ai? Ờ, ba. Ủa? Bảo. À. Dạ. Thằng Hiếu. À. Rồi, biết rồi. Biết thằng Hiếu là con của ông, nó mới đi du học, nó mới về hôm qua, phải không? Ủa? Tối hôm qua tôi mới qua nhà ông mà. Biết rồi, giới thiệu chứ nữa cho nó mệt. Bà mắc cười quá. Tôi giới thiệu nào? Tôi tính nói á là thằng Hiếu tối nay qua nhà bà chơi. Thôi thôi thôi, khỏi. Qua rồi mắc công cái mặt con Chi nó hầm hầm, không được. Thôi, bà ơi, bà ở lại nói chuyện với dì Hậu đi. Còn với Kiệt đi qua nhà thằng Cường chơi. Ờ, nhớ về sớm ăn cơm nha. Dạ. Dạ, thưa dì Hậu con đi. Đi. Đi đi. Dạ đi. Dạ, con chào dì. Gặp ai cũng giới thiệu, không biết mỗi miệng. Bà mắc cười quá. Bà đâu có ở quốc quần cảnh như tôi đâu mà bà biết. Cái cảm giác đó nó lạ lắm. Bởi vì bà không có đứa con mà đẹp trai, cao ráo, học giỏi mà đi du học. Du học nghe bà. Mà nó giống cha nó mới ghê. Thành thử ra, bà có cái đó đi rồi bà giới thiệu, bà không bao giờ bà biết mỏi miệng. Tôi nói thiệt với bà. Sao? Nhiều khi tôi nằm mơ mà tôi còn giới thiệu với cụ Quyền thất tổ. Con nó đi du học về rồi nè. Ghê không? Ghê quá. Ghê quá, mỏi cổ quá. Bà Hậu. Bà Hậu. Chắc là có một sự ganh tị nhẹ. Ở đây sao thấy toàn là sông nước không vậy mày? Đúng rồi, đây là đồng bằng sông Cửu Long mà. Chiếc ghe này đi đâu vậy? Ghe người ta đi buôn bán. Người ta gọi đó là thương hộ. Ghe là nhà của họ. Nhà hả? Ừ. Vậy trên ghe có đầy đủ tiền nghi như du thuyền không? Họ đâu có như mày đâu mà cần đầy đủ tiền nghi.